Nói chung ngoan hiền cũng không cần thiết lắm, sống có tâm là được rồi. Chưa có mối tình nào luôn hả? 24 năm chưa có bạn gái hả? Thiệt không? Thiệt thiệt luôn hả? Hôn chưa? Người ta hôn chưa dưới đây làm gì biết mà trả lời. Mời bạn nam. Wow. Mời đi bạn. Sồm quá. Mời bạn nữ. Trời ơi, dễ thương quá, ngồi xuống mời bạn. Rồi, ưu tiên bạn nữ giới thiệu trước đi em. Dạ, xin kính chào các quý vị khán giả. Xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào em. Xin chào anh bên ấy ạ. Em xin tự giới thiệu. Rồi, chào em. Là Trần Thị Thùy, năm nay em 25 tuổi. Hiện là nhân viên quản lý đơn hàng tại Bình Dương, quê quán là Thanh Hóa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn nữ kế bên, cùng mọi người đến đây. Em tên là Sử, dạ em 24 tuổi ạ. Quê ở Hà Tĩnh mà đang làm ở Bình Dương. Bình Dương luôn. Vậy là được rồi. Em làm gì? Dạ, em làm nhân viên môi trường mà em mới nghỉ chuyển qua làm tự do. À, tức là làm về môi trường đúng không? Xưa em học cái gì ra mà làm môi trường? Công nghệ môi trường. Công nghệ môi trường. À, 24 tuổi lấy 25 tuổi được không? Dạ, cái này để em xem đó chị ơi. Xem gì em? Xem bạn nữ có chịu hay không. Bạn nữ chịu không em? Sẽ chịu ạ. Không cần xem luôn hả? Tốt rồi. Anh nghe giọng là thấy bắt sóng rồi ạ. Bắt sóng rồi. Dạ. Rồi được. Ưu điểm khuyết điểm của em đi. Về ưu điểm thì em là một người vui vẻ. Em hay hát mà hát cũng được. Em còn có thể làm thơ vui và có thể mang lại không khí vui vẻ cho những người xung quanh em. Làm thơ vui đi, thơ vui đi. Vậy thì em xin phép được đọc bài thơ do em tự sáng tác. Tuổi 26 những ước ao, buổi đầu coi bói biết bao là buồn. Thưa rằng con mãi chán trường, yên bề gia thất, thầy lường được chăng? Thầy rằng số tuổi nhâm thân, khổ trăm bề khổ, mất phần người ta. Thôi thì tay cứ xẻ ra, thầy xem cho quẻ, biết ta, biết người. Xẻ tay thầy nghĩa xong rồi, quay qua thầy phán, rối bời ruột gan. Tình duyên lận đận gian nan, 29 tuổi, ắt con chống lầy. Thôi thì con cứ mặc giày, mơ đi mà sống những ngày FA. Nghe xong nước mắt nhạt nhòa, phen này thầy mẹ chắc là ủ ê. Thôi thì em có về quê, đừng ai hỏi chuyện sao chê lấy chồng. Đợi khi duyên tới tình nồng, pháo đèn đưa lối, kiệu hồng rước em. Là bây giờ thầy bói nói còn 3 năm nữa mới lấy chồng hả? Ta 29 tuổi lần hả? Dạ. Rồi bạn trai có ưu điểm khuyết điểm gì không em? Ưu điểm của em là biết chơi thể thao, biết chơi nấu môn ăn gì? Môn gì em cũng biết chơi. Ví dụ? Thể thao điện tử. Trời ơi, hèn chi. Không chơi điện tử không mà. Dạ không, em nói đùa vậy thôi chứ đá banh rồi cầu lông gì em biết chơi hết. Chắc ngày chạy chắc 5 phút rồi vô chứ. Đâu, em khỏe lắm anh ơi. Khỏe không? Khỏe. Thôi để chị Cát Tường chị thử. Cái đó em biết rồi. Biết rồi đúng không? Biết rồi, em chờ. Rồi còn gì nữa không em? Em cũng sống kiểu em sống người có tâm lắm, sống tình cảm, ý là thương người, giúp đỡ người á. Rồi khuyết điểm gì? Cũng nói chuyện hơi nhút nhát xíu. Có mấy mối tình rồi mà nhút nhát? Em ế nguyên thủy luôn á. Cái gì? Ế nguyên thủy. Chưa là, có mối tình nào luôn là hả? 24 năm chưa có bạn gái hả? Thiệt không? Thiệt. Thiệt luôn hả? Hôn chưa? Người ta hôn chưa dưới đây làm gì biết mà trả lời. Có bao giờ coi phim tình cảm không? Có. Cái đoạn ta hôn nhau mình thấy sao? Thấy vui mà. Hôn nhau thấy vui hả? Có cảm giác gì không? Thấy cũng nao nao trong lòng ấy. Mới đến đây đó anh. Muốn hôn không? Dạ có. Thí dụ giờ mình được hôn cô gái bên kia, nụ hôn đầu tiên mình cảm giác thế nào? Tưởng tượng ơi. Chắc là hơi ngọt. Ngọt hả? Dạ. Rồi để coi hồi nó ngọt không nha. Dạ. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Mối tình thứ nhất là vào năm thứ 2 đại học. Mối tình thứ 2 là vào năm cuối đại học. Khi mà bạn ấy có ý định là ra nước ngoài học tập để phát triển sự nghiệp thì em rất là ủng hộ, cũng nguyện là chờ đợi hoặc là làm hậu phương. Nhưng mà rất tiếc là cái tương lai phía sau sự phát triển sự nghiệp ấy thì không có bóng dáng của em. Nói chung là người ta đi rồi, người ta bỏ em lại, đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì anh soái ca này được miêu tả rất là chi tiết trong bài thơ mà em đã làm, mang tên là Soái ca trốn tìm. Sau đây em xin được đọc để miêu tả về anh Soái ca. Bạn để tôi phải chào chào anh nghe.
Trời, anh qua anh coi luôn cái đó. Qua nghe. Trời ơi, dễ thương quá. Khoái cái vụ này nè. Ôi ôi, dễ thương thiệt luôn á. Dạ, cảm ơn anh. Đọc anh nghe luôn đó nào. Dạ. Anh khoái nghe bài này nè. Xin phép được đọc. Người yêu em hỡi, anh ở đâu? Chàng trai vui tính, chẳng âu sầu. Trưởng thành, chín chắn và trung thủy. Giản dị, chân tâm, chẳng làm màu. Người yêu em hỡi, anh ở đâu? Soái ca hơn em cả cái đầu. Này nhé, chân em hơi ngắn ngắn, anh bước bên em mới thật ngầu. Anh chẳng rượu chè, chẳng bê tha, chẳng thích la cà, chẳng trăng hoa. Chẳng ham cờ bạc không cá độ, mê mỗi mình em thế thôi mà. Anh à, anh trốn ở nơi đâu? Bắt em tìm kiếm lâu thật lâu. Anh xuất hiện đi, em xin hứa, yêu mãi anh thôi, được không nào? Trời ơi. Dễ thương quá. Vậy mà nãy ông thầy bói nào ông coi em 29 mà mới lấy chồng. Dạ. Tao đưa em coi vào tay rồi. Dạ. Thầy coi 29 lấy chồng, anh coi 26 lấy chồng em ơi. Vậy là năm sau đó. Năm sau đó. Lấy liền nha. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn anh. Vậy mà thầy bói coi kỳ quá. Không được. Bên kia coi sao chứ này, nhiều người muốn bấm chuông dữ lắm rồi đó. Nhiều người bấm lắm á. Coi chừng nha. Trời ơi, dễ thương lắm em trai ơi. Vô nha, vô. Rồi nghe cái tiêu chuẩn bài thơ chưa? Nghe kỹ chưa? Nghe rồi. Rồi cảm thấy mình đạt được tiêu chí bao nhiêu phần trăm? Mình đẹp mình có quyền mà chị. Trời ơi. Vậy luôn á hả? Đẹp có quyền luôn đó. Đẹp lắm đó hả Cưng? Dạ em nói đùa chị. Rồi em nghe tiêu chí người ta em thấy mình đạt được nhiêu phần trăm? Thôi chắc 60 thôi chị ơi. 60. Rồi vậy giờ em có những cái yêu cầu gì bên phía nhà gái không? Dạ bạn gái thì chỉ cần ngoan hiền. Nói chung ngoan hiền cũng cần thiết lắm. Sống có tâm là được rồi. À, dạ. Cậu này nãy giờ cứ nghe có tâm hoài ha. Dạ. Chơi thể thao gì mà ốm yếu quá vậy? Đợt này bị ốm vậy. Giờ khỏe không? Khỏe. Nếu mà kiểu như hít đất thì có xỉu tại đây không? Có môn khác không vậy? Cục dầu. Dạ, nó hơi đẹp hít đất. Có môn nữa chơi bên đũa được không? Dạ được. Trời ơi, không muốn chơi luôn kìa. Đâu hít 10 cái thôi. Em nằm đây luôn sao chị? Nằm đây luôn chị đưa bệnh viện. Dạ rồi. Tội nghiệp con ta nha. Nhắm 5 cái sao cũng được chị em. Trời ơi, đâu có lực cũng dữ lắm mà nhoi nhoi như con lãi vậy trời. Sao nó lượng sống dữ vậy? Thôi được rồi, em khỏe lắm, khỏe rồi, khỏe rồi. Thấy gì thấy khỏe rồi đó. Rồi. Cao mét mấy gương? Dạ mét 68. Chắc này có ăn gian mà đâu mét 68 dữ vậy. Có khi 68 khi 67. Do bác sĩ đo cho em. Rồi bây giờ chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Càng sớm càng tốt. Cưới nhau về ở đâu? Dạ ở nhà. Nhà ai? Em có mua căn hộ nhỏ. Mua rồi? Dạ. Hay quá, giờ đang ở nhà ai đó? Cho thuê. À, ngủ cho thuê vậy ở đâu? Ở trọ. Rồi có nhà cho thuê, còn mình ở trọ. Ta tính toán cũng vậy được chứ. Rồi nếu như mà đã đám cưới về thì coi như là lấy nhà lại ở đúng không? Dạ. Nhưng mà rồi mua nhà xong rồi giờ còn tiền cưới vợ không? Dạ. Anh Linh anh coi bói cô bên này 26 tuổi là năm sau cô lấy rồi đó. Một năm em tìm đủ mà chị. Một năm là đủ phải không? Giỏi. Có nhà riêng cũng ổn định rồi. Hai đứa ở ngoài miền ngoài vô đây có nhà riêng ha. Dạ. Sinh con đẻ cái rồi ha. Kệ, nhỏ nhỏ cũng là nhà mình. Chị làm đây 20 năm mới mua được nhà đó cưng. Dạ. Vậy là bạn nó giỏi lắm rồi đó, tuổi trẻ tài cao. Nhà đó. Em nhà nhỏ mà nhà chị nhà cả mặt tiền mà chị. Thôi tiền gì mà tiền. Dạ. Rồi đồng ý. Mình có đi với người thân không em? Dạ có. Đi với cô ruột mới anh và em của em đó. Xin chào MC xinh đẹp Cát Tường. Dạ. Và MC nổi tiếng Quyền Linh. Dạ chào cô. Tôi là cô của bé Thùy. Nhận xét về cái em trai bên này thì nói chung nhìn em thì cũng được, nhưng mà hơi ốm yếu thì cũng mong em là ráng luyện tập thể thao, phát triển cái số cân nặng của mình lên một chút. Và cô cũng mong muốn là hai con sẽ nắm tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Dạ cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Rồi em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp cũ với cháu gái. Rồi, bạn thân em. Con xin tự giới thiệu thì con là bạn của Nguyễn Sử. Nói chung là bạn hiền nhưng mà bạn cũng không có hút thuốc, rượu bia rồi. Không có gái gú. Tính hay nhát gái lắm. Nhát bây giờ này chưa có 24 tuổi chưa có hung là biết rồi. Thì bạn gái bên đây dễ thương lắm á Sử ơi. Được thì mình nhấn nút luôn đi Sử. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Thôi bây giờ chúng ta tạo điều kiện cho hai bạn gặp gỡ nhau trực tiếp nha. Kéo màn lên. Bên đây có vẻ là tâm thôi nha. Vô cái tâm. Cảm ơn anh. Cô em làm ở đâu nhỉ?
Em làm quản lý đơn hàng tại Bình Dương, Bình Chuẩn. Bình Chuẩn hả? Dạ. À, gần không? Gần cho anh. À, anh ở đâu ạ? Hòa Lân. Hòa Lân. Ê. Cuối tuần hay là lúc rảnh rỗi thì anh thường làm gì hả anh? Khi thì anh đi đá banh, xong là đi nhậu. Anh nhậu được nhiều không anh? Nhậu cỡ 4-5 chai thôi. Chai bia ấy ạ? Ừ. Ờ, nếu như mai này mà có về chung một nhà thì em sẽ sang bớt cho anh 2 chai. Rồi, cảm ơn em. Sau này mà lúc rảnh rỗi, nếu như mà có thể thì anh có thể nhắn tin cho em cũng được ạ. Ừ, rồi, chúng ta đến đây là có cái duyên rồi. Mình nên hai người cố gắng thì có thể tìm hiểu nhau hơn. Dạ. Bây giờ nè, nói luôn đi. Dạ. Em thấy rồi, em cảm nhận cô ấy thế nào? Dạ, bạn bên dễ thương. Ừ, quá dễ thương là chuyện bình thường, là còn gì cảm nhận được cái gì sâu hơn nữa không? Cô ấy cũng vui vẻ. Nó thể hiện ra rồi, còn cái gì mà không ai thấy không? Tâm hồn đó, cảm giác thích không? À, thích anh. Thích anh chi? Thích cô ấy không? Dạ thích ạ. Thích ha, bây giờ thấy trong lòng nôn nao gì không? Hơi đỏ tai à. Được, có đỏ tai được rồi chứ nó... À, nó bình thường là không được. Đó, thấy đỏ là có sao xuyến rồi đó. Thôi, cô gái này mà xuất hiện nhiều chàng trai đỏ mặt sao xuyến đó nha. Bây giờ nè, thí dụ giờ hai người hẹn hò thì hẹn ở đâu? Hai người ở Bình Dương cả, mình hẹn ở Bình Dương thôi. Đương nhiên rồi mà, hẹn ở chỗ nào? Anh có lãng mạn nhiều chỗ chơi ở Bình Dương không? Ừ. Anh đi phượt nhiều lắm. À thế ạ? À? À. Tại vì em không có biết nhiều Bình Dương, em cứ đi làm về là ở nhà thôi, không đi đâu hết ạ. Ừ, ngoan vậy hả? Dạ. Vậy là nếu như sau này mà có cơ hội tiến đến với nhau xa hơn thì em rất vui vì đã có người rất là thông thuộc Bình Dương mà có thể đưa em đi khám phá những địa điểm mới mà em chưa tới. Đi nhiều nơi cũng được chứ không phải ở Bình Dương, anh đi nhiều. Dạ. Được đó. Rồi, bây giờ nè, thí dụ giờ lấy nhau thì con cái em muốn mấy đứa? Càng đông càng vui cũng được. Anh có hay ghen không? Ghen thì yêu mới là ghen đúng không? Dạ đúng rồi, có yêu thì có thì ghen. Thì có ghen. Ghen ác không anh? Không có ác đâu, anh dễ này sao ác được. À đấy ạ. Chứ cô này ra là các chàng trai theo nhiều lắm luôn á. Phải không anh? Phải mà. Sao cô ế? Sao cô ế hả? Tôi chưa biết sao cô ế mà tôi biết sao anh ế rồi đó. Đúng vậy đó, em nói hay đó. Tại vì cô ấy chưa thích người nào thôi, chứ không phải cô gái ế đâu nha em nha. Dạ. Còn em mới là mệt đó. Em ế Nguyên Thủy đó. Mình đôi khi cũng đừng thật quá anh trai ha. Cái gì mà mình cũng cần phải nói một cái lời nào đó cho nó ngôn tình nó hoa mỹ một chút xíu coi. Bây giờ lấy lại những gì đã mất rồi. Nè, nãy giờ trong người em cảm thấy như thế nào? Từ lúc em bước lên đây em thấy cô gái này, trong lòng em sao? Chia sẻ với cổ. Anh muốn hai chúng ta có thể đi chung về một nhà. Rồi, được rồi, vậy được rồi. Nói câu này là chốt luôn rồi đó. Để tay vô trong nút bấm. Có được bấm thử không anh? Không có thử. Ở đây là thiệt chứ không có bấm thử. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Điều gì đến sẽ đến. Nắm tay nhau nào. Xứng đôi quá ha. Rất xứng. Xinh quá, cặp này xứng đây đôi nè. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn để xem phim. Rồi đó, hôn đi em. Nụ hôn đầu tiên. Vé nhẹ nhàng thôi. Từ, để yên, để yên Nguyên. Chưa. Cảm giác hơi từ từ. Từ từ. Rồi anh. Thấy sao? Cô ấy thơm lắm. Cô ấy thơm lắm. Em lùn lắm cho nên em thích người cao cơ. Dạ, cao 1m78. À rồi, ok. Em thích các bạn em phải đen đen một tí, cao và tròn tròn. Thường thường cao là ốm. Mình cao 1m78 mà nặng 82kg là có mập không bạn? À được, 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 như vậy là được, được. Mời bạn nam. À, mời em gái giới thiệu về mình trước. Dạ, lần đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và đặc biệt là các bạn khán giả với một nửa bên kia nha. Em tên là Mỹ Phượng, em 26 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Phượng đang làm việc gì Phượng? Dạ, em đang làm kế toán văn phòng ạ, ở Nhân Trạch Đồng Nai chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đồng Văn Tân. Hôm nay em 26 tuổi. Quê em ở Hải Dương mà hiện tại em đang công tác ở đơn vị ở Xuân Đồng Đồng Nai.
Công việc cụ thể của em là gì em? Hiện giờ em đang là trợ lý quân khí. Em là quản lý về vũ khí đạn của trung đoàn. Có bom không? Bom. Không, đơn vị... Bên đây bạn gái sợ rồi kìa. Đơn vị em bộ binh thì đạn loại nhỏ đấy. Đạn nhỏ thì chứ nổ vừa vừa đúng không? Dạ, dạ. Anh ơi, bữa nào anh cho em xem cái hình viên đạn đối xem anh nhá. Cái đấy thì bình thường bạn ơi. Đạn thì mình quản lý cả một kho rất là nhiều. Ô vậy hả anh? Em cảm nhận như thế nào nếu mà bạn trai làm trong quân đội? Thực sự em nói thật là em rất là thích các anh mà bên quân đội cũng như công an, an ninh. Thực sự là vậy. Tự nhiên nó nhìn vô anh, mấy anh tự nhiên mình cảm thấy mình được bảo vệ vậy đó. Anh ơi, anh có biết võ không anh nhờ? Cũng không biết nhiều, biết được chút ít thôi bạn ơi. Anh có súng còn gì võ em. Dạ. Vậy là bảo vệ em được rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Có thể là em thì một phần là thiên về truyền thống và hiện đại. Truyền thống thì ở đây thì em vẫn giữ những cái nề nếp của gia đình của mình. Phụ nữ thì em muốn là mình hoàn thiện hơn về cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Còn hiện đại thì tất nhiên em vẫn theo những cái chủ nghĩa giống như là tự do, bình đẳng nam nữ. Nhược điểm em tự nhận em là một người rất là khó tính và sống theo cái khuôn khổ của mình. Chẳng hạn em không bao giờ mặc những cái bộ cánh nó sexy đi ra ngoài chẳng hạn ha. Trong gia đình thì em vẫn bắt em gái em phải theo nề nếp. Ví dụ ăn cơm là phải mời em. Ví dụ em gái mà không mời em, mời mẹ ăn cơm mà dám ăn cơm trước là thế nào cũng bị phạt. Sau khi nghe cô gái thì chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của mình thì em cảm thấy như thế nào? Thực sự những cái vấn đề đấy nó không phải là cái gì cái nó quá đáng quá. Cái thế mạnh, thế yếu của em là thế nào? Em mình cũng biết chơi thể thao. Tính thì cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ gần với mọi người. Có một số người khi mà mới gặp em thì nhận xét là thấy ghét em á. Sau khi họ tiếp xúc 1-2-3 lần ấy, thì họ lại nghĩ ngược lại. Ủa sao có gì ghét nhỉ? Em không biết được. Hay mặt em ngầu quá đúng không? Mặt em ra ngoài đường nhận xét em 30+ tuổi không? Bị già trước tuổi đó hả? Dạ, dạ. Điểm yếu em là gì? Bạn gái có thích con trai hút thuốc không? Dạ không. Đó. Thực sự em có hút thuốc. Nghe cái từ muốn bỏ thuốc liền. Dạ không. Anh ơi, anh cho em hỏi xíu, một ngày anh hút mấy gói thuốc á? 5-6 điếu bạn ơi. Anh có thể bỏ thuốc được không? Nếu mà sau này mình tiến tới, mình có tình cảm tiến tới với nhau được thì nhất trí là mình sẽ nghe theo lời của bạn. Dạ, anh hứa đó nha. Hứa thôi em ơi, chị cũng nhiều người hứa vậy lắm mà không ai làm, càng ngày hút nhiều hơn. Em sẽ bày anh cách bỏ thuốc nhé. Còn cái gì nữa không nè? Mẫu người đâu ngoài cái hút thuốc đó ra. Anh Linh kiểm tra giúp em nha, anh đó tóc đừng có kiểu cách bây giờ á, mấy bạn nam hay bây giờ hay sợ sợ cái này nè, là không thích. Tóc là giống như kiểu anh Quỳnh Linh thôi. Em lùn lắm cho nên em thích người cao cơ. À, cao 1m78. À rồi ok. Em thích các bạn nam thấy đen đen một tí, cao và tròn tròn. Thường thường cao là ốm. Mình cao 1m78 mà nặng 82kg là có mập bằng. À được, như vậy là được. Ok, nãy giờ em đưa ra ok hết rồi đó. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ có thuốc là chưa ok thôi. Còn về tính cách là một người biết tôn trọng lời nói. Tức là trước khi nói ra cái gì thì mình phải suy nghĩ. Yên tâm, quân đội mấy cái này là nó chắc lắm em. Phát ngôn là phải xin ý kiến đàng hoàng. Vậy là ok rồi, em chỉ cần như vậy thôi à, đúng không? Dạ. Còn bạn trai, bạn yêu cầu gì bên đàn gái nói xem bên kia có đáp ứng được không? Như lúc đầu Phượng ra có chia sẻ thì là Phượng là một người theo cái trường phái là truyền thống ấy, thì là em cũng rất là thích. Nếu mà cao được từ 1m57 trở lên thì tốt. 57 trở lên. Bao nhiêu bạn ơi? Bạn cao mấy bao nhiêu? Dạ cái này em nghĩ là em làm được. Tại vì ví dụ như em lùn thì em có thể mang giày cao gót. Được, không sao. Về tính cách thì là dễ gần, hiền. Còn về công việc thì là như Phượng chia sẻ là em cảm thấy là tốt rồi. Được. Rồi có cái điều gì mà bạn không thích, không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích là có hình xăm. Xăm có chút xíu à, xăm trái tim ngay đây nè. Không, nếu mà xăm nó lộ quá đây. À có nghĩa là xăm mà một mình em thấy thì được. Mà nếu lộ ra ngoài người khác thấy thì không được. Nhìn mà quý quý tay chân dữ vậy. Trời ơi, xe bằng tay ra coi. Rồi cái móng cái đó để làm chi dài vậy? Đó, có tí à. Để khều khều mấy cái chốt lựu đạn đó. Mình có cái tật xấu gì nãy giờ mình chưa khai ra không? Có nhậu không? À, có, nhậu có. Ủa nãy em không có hỏi vụ nhậu, vậy là em chịu nhậu hả? Anh nhậu ở cái mức độ nào anh? Cái xích nhậu là mấy chai xỉn? 8 chai thôi. Đó, thuốc thì 4 điếu, nhậu là 8 chai.
Ok, khi nào đi nhậu thì cho em đi cùng, tại vì em sẽ hạn chế anh nhậu. Được không em? Nhưng mà em cũng không gọi là đặt nặng vấn đề đó, có bạn đi cùng là vui rồi. Bây giờ người ta đã là một sĩ quan chuyên nghiệp rồi. Ôi chào dạ, gái. Em chào anh. Giọng nói thật sự là ấn tượng với anh nãy giờ đấy. Dạ. Vấn đề bây giờ cái quãng đường để hẹn hò với nhau đó. Đồng Nai nhưng mà chỗ nào? Anh ở đoạn chỗ nào anh nhờ? Ở Xuân Lộc bạn ơi. Hơi xa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, nếu như mà thực sự mình đã nghĩ tới cho nhau thì khi thời gian không, khoảng cách không là gì cả. Em không đòi hỏi là anh ngày nào cũng gặp em đâu, yên tâm đi. Một tháng chúng ta có thể gặp nhau một lần, rồi ví dụ như cuối tuần hoặc là buổi tối chúng ta dành thời gian nói chuyện điện thoại cho nhau. Phải làm cho nhau biết được rằng thực sự là mình cũng có nghĩ về người bên kia là được. Được rồi. Rất là chính xác. Anh nói với em nghe nha. Cô gái bên đó có đầy đủ phẩm chất là gọi là làm người vợ, người mẹ, có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào. Tốt. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Nãy giờ người thân đã nghe tất cả mọi cái câu chuyện của hai bạn rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi cùng với là em gái của em. Em ruột đó hả? Dạ em ruột. Em mà ăn cơm là phải mời chị đó đúng không? Dạ chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh Tân, chào tất cả mọi người, chào các anh quân nhân nè. Chị hai em á, nãy giờ là nói cái tiêu chí đó là cả buổi tối là mẹ em và chị hai em soạn với nhau rồi á. 80% là có mẹ em trong đó rồi đó. Nhưng mà tại hôm nay mẹ em đau chân á nên thành ra không đi được. Nên về phía anh Tân thì em chỉ lo ngại một cái là em chỉ sợ anh là một người quá nguyên tắc. Không biết là ví dụ như là chị hai em có một cái điều gì đó không đúng á thì không biết là anh có xử sự một cách nhẹ dịu hay là giờ muốn sử dụng súng đạn hay là xét về mặt bản lĩnh bây giờ nha, là anh thấy chị hai em trên cơ đấy. Không có đâu anh, trên cơ đấy anh. Không có. Thực sự đối với anh ấy nguyên tắc là trong công việc thôi, còn khi mà về cuộc sống gia đình ấy thì mình tôn trọng, mình đóng góp ý kiến cho nhau chứ không có quá đặt một cái gì đó. Anh không phải là người gia trưởng. Dạ cảm ơn anh. Ra mắt chị hai em là chị hai ưng ấy, nhưng mà đến về nhà là anh phải nói chung là dùng trăm phương ngàn kế, nói chung là anh phải họp bàn với em trước. Trời ơi em vợ dễ thương dễ sợ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ mình nghe ý kiến bên đồng chí quân đội như thế nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị và chào em dâu. Em dâu luôn. Trước hết thì nói luôn để bé biết, anh Tân nói riêng và những người quân nhân như bọn anh nói chung ấy, không phải chỉ có gươm và súng mà trong tâm hồn còn có cả nhạc và thơ. Hay quá. Gia trưởng thì chắc chắn không có. Đối với lại em dâu ấy thì em yên tâm. Trước hết anh muốn nói em này, em muốn xem đạn của Tân cũng được. Đấy. Nhưng mà đừng nhìn Tân bằng con mắt hình viên đạn mà hãy nhìn Tân bằng con mắt của hình trái tim. Đối với Tân ấy thì súng dài có, súng ngắn có, đạn to có, đạn nhỏ có. Còn về con người thì anh nghĩ là chuẩn. Anh là anh duyệt rồi. Dạ. Đấy, còn chú thì phải cố gắng. Nhìn cái là phải ấy ngay, phải khắc phục cái khuyết điểm của mình ngay. Dạ. Tuyệt vời. Xin cảm ơn chị. Tiêu chuẩn là đã đủ. Bây giờ chị xem nhịp đập của trái tim như thế nào. Cái màn lên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trong quân đội là chào như thế này đúng không? À vậy hả? Bữa nào bày em nhé. Em nói thật nhé, bó hoa này em rất là thích. Đây là lần đầu tiên em nhận hoa hồng. Em khó tính mà, cho nên hoa là phải hoa màu đỏ và phải bó và tròn như thế này em mới thích. Cho em hỏi nhé, hồi nãy là anh có nghe em chia sẻ về những cái vấn đề hồi nãy ấy, thì anh thấy em đạt tiêu chuẩn của anh chưa? Khi mà mình được gặp trực tiếp bạn đây thì anh với em đi. Mình với bạn nào ở đây hết á. Khi mà anh được gặp trực tiếp em ở đây á, như này thì anh nhất trí 100% rồi. Cho em hỏi là anh ở như vậy thì có khi nào anh nghĩ tới cái chuyện sẽ lập nghiệp ở ngoài kia không? Ngoài Bắc à? À đúng rồi đó. Như nhà anh thì cũng có mỗi hai bố mẹ ở ngoài quê thôi. Cái lập nghiệp mà do bản thân anh. Nếu mà anh lập nghiệp trong này thì mình sẽ bố mẹ sẽ vào đây cùng ở cùng. Bố mẹ cũng không bắt ép là mình phải về ngoài kia.
Dạ, dạ. Em đặt ra một cái chuyện như thế này, anh giải quyết như thế nào? Tức là chúng ta đến với nhau, sinh con, hai đứa đầu mất con gái tiêu rồi. Mẹ anh muốn thêm một người cháu nữa, muốn sinh con trai. Thì anh giải quyết chuyện đó như thế nào? Nếu mà hai gái thì cũng có một cái gì đó nó hơi buồn thật. Bởi vì mình là... Sao buồn? À, bởi vì em là trưởng anh Quỳnh Ninh. Anh cũng là trưởng nè, cũng hai đứa con gái nè, vui như Tết. À, tức là hơi buồn một tí thôi anh. Còn lại thì em cũng không quan trọng là cứ nhất thiết mà phải có con trai. Trai gái vì cũng còn mình. Nếu mình có một chút xíu buồn thì đôi khi vợ mình không được vui. Dạ. Mà vợ không vui thì cả gia đình cũng không vui đúng không? Trai gái là do mình chứ bộ, coi lại súng đạn mình đi chứ tự nhiên đổ thừa con gái vậy. Em nói thật, chuyện nam nữ, con trai con gái là do anh chứ không phải do em. Trong khi anh buồn thì em lại lo. Thực sự nếu trường hợp đó xảy ra thì sao? Anh buồn thì sao? Và lúc đó tự nhiên em cảm thấy em là người có lỗi. Như anh cũng đã nói ấy, thì cũng có một cái gì đấy nó hơi buồn thôi, nhưng mà nó không quan trọng. Trong gia đình đó, ví dụ như anh có một cái quyết định nào đó thì anh thường hỏi ý kiến của ai? Trong gia đình thì nếu mà khi anh có quyết định anh sẽ hỏi ý kiến của mẹ. Chẳng hạn như mẹ anh chê em chẳng hạn đi, ví dụ là vậy. Thì sao ạ? Thực sự là mình hỏi là để xem cái ý kiến của mẹ thế nào thôi, còn quyết định là do bản thân mình mà em. Mẹ anh chê em nhưng mà sống với lại anh sau này là em sẽ sống lâu hơn, chứ không phải là mẹ có thể thay quyết định của anh để kiếm được một người vợ cho anh được. Quan trọng là cái tình cảm của anh đối với em thôi, chứ không phải là tình cảm mẹ đối với em. Theo anh nghĩ là như vậy. Suy nghĩ cho kỹ, bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Chuẩn bị, những khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cũng lo lắng và căng thẳng như những nhịp tim đang đập vậy. 1 2 3 Hết thời gian. Chúng tôi cũng muốn thử cái tình cảm bạn gái thế nào. Chưa cho nắm mà nắm lẹ dữ rồi trời. Đây chiếc vé xem phim, chúng ta có thể xem phim để tìm hiểu về nhau. Với hệ thống rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng cái là kiểu như quýnh ai? Trời ơi, quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Nếu mà hói thì cỡ chú thôi, đừng có hôn. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi thôi hả? Ôi, chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên chưa, kia. Chưa, bạn nam bên kia chưa có ra. Dạ. Chú dạ. Chào con, có mình dạ. Chú à con. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Bùi Thụy Tiếp Vân, em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bên dịch vụ giấy tờ nhà đất, bất động sản. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, là đầu tiên thì em xin kính chào tới anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Cát Tường và bạn gái bên đó, ban giám khảo. Không có ban giám khảo. Có bạn các bạn khán giả đang coi đài. Em tên là Tính, tên đầy đủ là Đinh Đức Tính. Ở nhà thì thường thường anh chị em công ty hoặc là mẹ ba thì gọi cái một cái tên rất là dễ thương, đó là Tính đẹp trai. Em sinh ra ở Thái Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Di An, Bình Dương. Em năm nay thì 31 tuổi. Em thì điều hành và kinh doanh du lịch. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Vân? Dạ, điểm mạnh của em là làm cái gì cũng tới nơi tới chốn, không có dở ương ương. Thì công việc nhà với lại nấu ăn rồi này kia thì em làm được hết. Làm được hết. Dạ. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm là em hơi nóng tính với lại hơi thẳng tính. Nóng là nóng trong chừng mực thôi. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng cái là kiểu như quýnh ai? Trời ơi, quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Khi nào mà nó hổn hay gì quá mức đó, thì mới quýnh thôi. À rồi. Nó hổn như chồng quýnh luôn à. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì nè?
Ưu điểm của em thì khía cạnh gia đình thì em cũng rất là thích nấu ăn. Em rất là quả quyết trong tất cả mọi công việc. Nhưng mà cái nhược điểm của em thì trong công việc mà ai mà làm sai thì em hay khó chịu. Tức là em hay khó tính chút xíu về cái công việc. Rồi trong gia đình cũng vậy, ai mà không gọn gàng thì em cũng rất là khó chịu. Và em thể hiện ra mặt luôn. Nhưng mà cũng khó tính ha. Hơi khó tính. Dạ. Giống em luôn hả? Giống như là nói chung ở nhà để đổ đâu thì để yên gọn đó cho em, đựng bài bừa này kia nọ là em rất là ghét. Có hơi nghĩ mình hơi gia trưởng không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Hỏi bên kia bên này trả lời có luôn. Vậy là bên đấy gia trưởng, bên này thì không gia trưởng. Hơi một tí thôi, như thấy đúng em khuyên thì nghe em tí. Nhưng mà nếu khi mà hai người gây lộn cãi nhau thì ai sẽ là người chịu thiệt thòi chút xíu im lặng? Chắc là có lẽ em là chịu thiệt thòi. Chắc không à nha. Dạ không sao, nhưng mà lúc đấy em về em sẽ đập đầu vào gối. Rồi bây giờ tình trường của hai bạn thì sao? Dạ em mối tình trải qua 3 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu? Tại sao chia tay? Dạ 4-5 năm. Em không thích kiểu như là chưa cưới về đã như xét cho em là phải làm công việc đó, việc đó. Không cho em đi làm ở ngoài này kia nọ. Bao lâu rồi? Dạ 2 năm hơn. Bây giờ mình từ 2 năm nay là không quen ai hết? Dạ cũng có quen nhưng mà tìm hiểu thôi. Bạn trai có mấy mối tình? Em thì 2 mối tình. Một mối tình thời đại học, rồi bắt đầu em với quen một cái cô gái nữa, nhưng mà cô ấy ở ngoài miền Bắc. Hy vọng hôm nay cái duyên này nó kết cái phần là xong nha. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm người cao trên 1m7. Rồi biết có cách, biết cách ăn mặc một tí. Rồi không hô không nói. Còn gì cho dạ. Những người hô hói biết cách sống với gia đình với lại mọi người xung quanh. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ không thích mấy người càm rõ, nóng tính hay càm ràm. Em cũng nóng tính mà em không thích người ta nóng tính. Dạ phải có một người cương phải có một người nhu chứ không thể nào mà hai người cùng cương hết được. Rồi gì dạ. Nữa em không thích bê bối, nói chung là ở giờ bạn trai bên kia nhắm đạt được tiêu chí bên này bao nhiêu phần trăm? Chắc có lẽ là đạt được 90%. Em thì chưa thấy hô mà cũng chưa thấy hói. Để tôi qua tôi hỏi cái vụ hói này coi. Chào chú Nguyên Linh. Chào con. Nếu như mà lỡ mai một cái người hói, người ta thương con, người ta yêu con, người ta chăm sóc cho con, người ta lo lắng cho con hết sức mình, thì con nghĩ sao? Nếu mà hói thì cỡ chú thôi đừng có hô. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi thôi hả? Con thích hói thiệt luôn hả? Không, nhưng mà cỡ chú thì ok. Nhưng nếu hói hơn thì sao? Hói kỳ lắm. Hello, sao kỳ? Okay. Hói mấy người hói người ta thông minh lắm á con. Cái quan điểm này thay đổi đi. Dạ, thôi vậy hơi hơi thì được. Hơi hơi cũng được, cũng hơi hơi. Thôi được rồi. Nè, chú nói cho con nghe nha. Chàng trai bên đây á, nãy giờ rất là chững chạc, đủ tiêu chuẩn của con. Không thích cái tật xấu gì của người đàn ông. Con không thích chủ phu, nóng tính. Bên này hơi nóng tính. Nói nhiều, cà rỡn là con thích. Rỡn. Có rỡn không? Dạ chưa thấy. Không, rỡn vui mà. Không thì vui kiểu nhưng mà đừng có nhây quá. Nhây nó vui hơn mà. Giống như là đang bực mà càng nhây dễ có chuyện lắm. Là con quýt liền đó đúng không? Em còn quýt mà. Thôi được rồi, bên đây chững chạc không có nhây rỡn đâu. Bên kia mẫu người lý tưởng mình như thế nào, muốn tìm một người vợ ra sao? Cô ấy cao 1m55 đổ lên, da trắng. Có luôn. Biết quan tâm tới gia đình, đặc biệt là phải biết nấu ăn. Biết nấu ăn không em? Dạ biết. Anh ơi em mới đi Nha Trang về nên bây giờ em đen lắm, anh có chịu được không? Đừng đen như anh là được. Dạ anh đen lắm ha. Anh đen lắm. Chào em. Dạ chào chị. Có cái gì mà không thích ở người bạn gái không? Hơi khó tính. Anh ơi em khó tính lắm anh ơi. Cái công việc em làm là em có hay đi công tác xa rồi gì không hay là mình... Dạ em thì có những cái trường hợp mà bắt buộc thì em hay phải đi trực tiếp và cũng như là quan hệ về khách hàng. Có lúc mà thiếu hướng dẫn thì em sẽ làm guide luôn. Hay dạ. Quá đấy. Thường anh đi lâu nhất bao nhiêu ngày anh? Đó. Lâu nhất có lẽ là sẽ là 6 ngày. Em có ghen không? Dạ không ghen, nếu mà lỡ có gì mà em biết được á là đi luôn. Em sắp xếp lâu lâu thì dạ, em đi theo tôi chung với ảnh cũng được. Dạ, đúng không em? Được không em? Dạ được chứ. Được chứ ha? Hạnh phúc nhất là được dẫn người bạn gái của mình hoặc là người vợ của mình đi chơi cùng mình. Không nói vậy thôi, nếu mà bạn gái thì ok, tới chừng tới vợ rồi thôi. Thì hay này kia lắm anh ơi. Ví dụ như em đòi đi thì thôi, em ở nhà đi, em đi làm chứ không phải là anh đi chơi hay là kia nọ đâu. Thấy ảnh là cũng cao to đẹp trai đó, ngon lành đó, công việc ổn định.
Rồi bây giờ mình có đi với người thân không nè? Dạ có, em đi với mấy cô, mấy thím với lại bạn em. À rồi. Bạn Cát Tường và bạn Huyền Linh cùng các bạn xem đài. Tôi là Thế Lan, là cô ruột của bé Vân. Dạ. Em mới nhìn thì rất là có cảm tình với hai đứa. Nhưng mà thú thật vì hoàn cảnh của Vân á thì phải nói là cũng đáng thương là mẹ đang bệnh. Do đó Vân phải vừa đi làm mà em thì học lớp 12. Ba thì phụ cũng ở nhà cũng buôn bán vậy đó để lo cho mẹ. Thì không biết là về có chấp nhận thông cảm được hay không. Tướng tá thì rất là ok. Mà đi công tác thì đi du lịch thì miệng lưỡi cũng nhiều lắm. Mà không biết là cái số hậu qua thì như thế nào. Thưa cô thì con cảm ơn lời chia sẻ của cô. Thì về gia đình thì làm bổn phận con cái thì lúc nào cũng phải đặt gia đình lên hàng đầu. Như mẹ con hồi xưa cũng thế thôi. Nhà có 4 anh chị em. Trước khi mẹ con mất thì tụi con cũng phải tự đi chăm mẹ thôi. Thì con cứ hiểu cái hoàn cảnh đó. Và mẹ bệnh bao nhiêu thì cũng phải lo cho mẹ bấy nhiêu. Lo cho gia đình rồi xong bắt đầu là đến cái việc của mình. Mẹ khỏe thì mình cũng có sau này. Con thì đi công tác cứ 1 tuần. Hoặc là nếu mà dài hơn nữa thì cũng khả năng tới 10 ngày. Cô cứ yên tâm. Dạ con đã yêu ai thì yêu hết mình. Rồi tính đi với ai tính? À, lần này em đi với anh trai ruột, anh Tình và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Rồi chào anh. Thì theo anh thấy thì cô gái bên này thì cũng được, cũng đúng yêu cầu của em. Nhưng mà tính em của anh ấy thì nó cũng hay giỡn lắm, nó vui tính. Cảm ơn anh. Thôi bây giờ chúng ta đã nghe nói chuyện với nhau, trao đổi và nghe ý kiến của người thân rồi. Cái quan trọng là hai bạn gặp mặt cảm nhận như thế nào nha. Mở rào. Bắt đầu đi bạn. Chào. Chào em. Anh còn món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Rồi chúng ta trò chuyện thoải mái đi các bạn. Anh gặp em, em rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Anh làm bên ngành du lịch và cũng như là đi lại đi công tác của 1 năm thì cũng khá là thường xuyên. Thì không biết là em thấy thế nào? Miễn sao anh có đi có về là được rồi. Cái đó thì chắc chắn rồi. Thì giống như tính chất công việc em cũng đi giao tiếp này kia nọ. Nói chung là cũng có uống bia đó. Anh có khe mấy chuyện đó không? Tiếp khách thì cái đó là cái việc bắt buộc rồi. Nhưng mà em đừng nhậu nhiều quá. Về nhà mà say lúc đấy là... No, em không bao giờ. Đúng vậy, em sẽ giữ bình tĩnh khi em về nhà. Nhưng mà em đi nhậu vậy anh cũng đâu có sao đúng không? Không sao. Bình thường anh uống được bao nhiêu? Anh uống giỏi lắm, được lon đến lon thứ 3 là cũng hơi say say rồi. Em cũng được cỡ đó. Về nhà nói hai người nhậu chung nhau được rồi đó. Em lâm quá thì anh có cảm giác em đanh đá không? Không sao. Hiện tại giờ phút này mình cảm nghĩ như thế nào? Mình suy nghĩ gì về đối phương và trong lòng mình đang nghĩ điều gì? Nói một câu ngắn gọn thôi. Đồng ý làm bạn gái hay không? Em sẽ trả lời bằng nút bấm. Chính xác. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, là trao duyên với nhau. Chứ không phải bấm nút là để uống cà phê với nhau. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Nào. Wow. Vụ gì đây? À, nắm tay nhau nào. Nào, hãy có một nụ hôn để chứng minh ngày hôm nay các bạn đến với nhau bằng cả trái tim của mình. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ở đây đó có một không gian rất là lãng mạn, chúng ta sẽ hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nhé. Gửi tặng các bạn. Mời nhà trai. À, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Bây giờ mình giới thiệu về mình lớn lên cho nhà gái nghe nè. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ và chào quý vị khán giả. Em tên là Quang Đạt, năm nay 33 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Hiện em làm ở Tây Ninh làm bên văn phòng. Và em cũng mới vừa chuyển lên đó cách đây khoảng 2 ngày. 2 ngày, Đạt làm gì trên Tây Ninh Đạt? Dạ em làm kế toán. Rồi mình ở Tây Ninh có một mình hả? Dạ ở đó là ở công ty với mấy anh em trên đó luôn.
Mời nhà gái. Nhờ nhà gái giới thiệu cho mình nha. Dạ, chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chào khán giả trường quay. Và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, sinh 1990, quê quán em ở Đà Nẵng. Cùng khúc ruột miền Trung ha. Kiều làm gì Kiều? Dạ, em làm công việc bán thuốc anh. Từ Đà Nẵng vô đây á hả? Dạ. Rồi thôi, chuyển kế toán về Đà Nẵng thôi. Rồi mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình luôn đi Kiều. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Còn khuyết điểm là tính em hơi ngang bướng. Hơi ngang bướng hả? Bên đây vui vẻ hòa đồng chứ hơi ngang chút xíu thôi. Dạ. Nhà trai thì sao? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Nhược điểm của em là ít nói và không uống được rượu bia. Uống là chỉ có một lon là sai. Vậy là ưu điểm với nhược điểm gì? Không làm nghề em mà không uống được là nhược điểm hết. Đâu có, nói thì thôi chứ. Giờ cũng đâu phải rượu bắt khả ép nha. Dạ. Thế là không có sao đâu. Mình không uống là tốt quá, uống ít cũng vui vui tí thôi. Dạ. Là hồi xưa là em cũng học ngoài Đà Nẵng, học ngoài đó 4 năm. Rồi sau đó thì cũng mới đi làm trong này. Học Đà Nẵng 4 năm học gì à, em? Em học đại học ngoài đó. Đại học ngoài Đà Nẵng hả? Dạ. Trời ơi, gì mới sinh ở Tây Ninh mới 2 ngày gặp ở Đà Nẵng rồi. Biết đâu tuần sau dọn về Đà Nẵng thì sao, đúng không? Dạ. Cái đó thì đối với em là không vấn đề. Bởi vì quan điểm của em đó thì đầu tiên là gia đình, công việc. Công việc của mình thì chủ yếu là để mình có thu nhập để lo cho gia đình. Rồi đâu có tiền là mình có mặt ở đó, đúng không? Dạ. Bây giờ thì mình nói về đường tình duyên đi. Dạ, tình duyên thì em nói thực chất tới nay thì nếu nói về chính thức em cũng chưa có mối tình chính thức nào, kiểu là một là mình đơn phương người ta hoặc là người ta đơn phương mình. Thì lúc trước làm bên kia đó thì kiểu như thì mình em cũng thích người ta thì bình thường là em cũng nói, nhưng mà khi mà gặp trực tiếp đó, thì nhiều lúc là đa không nói được, hoặc là nhiều lúc là kiểu như suy nghĩ máy nói làm kiểu như người ta thấy nó quá lố đó, người ta không thích. Còn có những bạn thì cũng ái, thì kiểu như tỏ tình với em mà em thấy tính không hợp, với lại em thấy không có sự chín chắn lắm, mà em thì không muốn trễ cái thời gian hái của người ta thì em từ chối và em tránh không có liên lạc với chị. Rõ ràng ha. Dạ. Mình không thích là mình nói luôn. Dạ. Bên đây chưa có mối tình dắt dai nào hết, chỉ có đơn phương qua lại thôi đó. Trời ơi, đơn phương qua lại rồi. Đúng còn rồi. Từ chối nữa hả? Ừ. Từ chối làm chi vậy, không biết nữa. Thì tao không hợp tao từ chối luôn chứ sao? Thì tao quen đi cho nếm mùi vị. Đây là coi như nguyên vẹn nha. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình quen xa sau đó không thành. À, quen xa quá cho nên thôi chia tay hả? Dạ. Mà quen lâu chưa? Dạ quen 1 năm. Quen 1 năm rồi chia tay lâu chưa? Dạ cũng được 1 năm rồi. À, bên đây cũng đơn giản lắm, quen 1 năm mà tại yêu xa nên không tới được. Cũng như không, quen có 1 năm mà yêu xa coi như trật lất luôn rồi. Chào nhà trai. Chào chị. Bây giờ sao nè, giờ mình mong muốn có bạn gái như thế nào nè? À, thì em mong muốn bạn gái đó thì kiểu như chín chắn xíu, biết lo gia đình, còn nhiều lúc nắng mưa một xíu cũng không sao. Bởi vì trong tình yêu mà hoặc trong gia đình thì phải có lúc này lúc kia, đâu thể lúc nào em nó cũng suôn sẻ được đâu. Trời, chín chắn dữ vậy đó hả? Ừ. Miễn lo cho gia đình được. Bởi vì em nó cũng có tính là nhiều lúc là em không có giữ trong làm tối gì em nói, nếu mình nói đâu là sao xong đầu, nhiều lúc nói không suy nghĩ, nhiều lúc nói cũng hơi mất làm. À, trời ơi. Kiểu như nói không suy nghĩ cứ mở miệng nói. Cái này là mệt lắm á. Đúng. Cái này dễ mất lòng lắm á. Giống như mới vừa gặp Ngọc Lan nói sao chị mập quá vậy? Thì xấu quá. Thì ghê. Không, mấy cái đó thì không, nhưng mà nhiều không lúc đang giận á. Ví dụ đang giận với nhau thì nhiều lúc nói. Cho nên là em phải cần có một người thật sự là hiểu cái tính cách của em thì mới có thể vui đùa cùng với lại cái sự vui đùa của em. Nhiều khi mình đùa mà người ta không hiểu, cái đó nó cũng khó lắm. Mình có cái hình mẫu nào không? Dạ thì nói về cái hình mẫu á, thì cái yêu cầu của em á, thì bọn nữ thì gọi là mẫu hình là không quá xấu là được, và chủ yếu là em quan tâm cái tính cách. Ờ, rồi. Không có cô gái nào xấu hết trơn. Đúng, cô gái của chị rất xinh. Chỉ có quá xấu ý à, không biết làm đẹp thôi. Trời trời gái. Nhiều lúc tôi muốn bỏ nghề ghê. Muốn bỏ nghề mai mối luôn. Tại ông đó. Bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng, một mẫu hình như thế nào? Nói chung em cũng không có mẫu hình lý tưởng gì, chỉ không cần có. Yêu thương chân thành. Yêu là được. Hiểu quan tâm là được. Bên kia chỉ cần chăm sóc gia đình là được. Lo cho gia đình là được.
Bên đây cũng vậy thôi đúng không? Hai bạn này đơn giản quá ha. Đơn giản vậy thôi. Vậy thôi thôi để gặp nhau đi ha. Không, mình hỏi người thân á. Ừ vậy đi. Ừ. Người thân mình đi với ai cưng? Đi với bạn. Bạn. Bạn ơi. Khách. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Trước hết thì em là bạn của anh Đạt ạ. Thì anh Đạt là một người rất là nhiệt tình và rất là tốt bụng. Anh xin nhận xét về chị gái bên đây, thì chị bên đây là người theo em nhìn đó là chị ấy là người rất là mẫu người của gia đình, dễ nhìn rất là chững chạc. Em nghĩ là sẽ hợp với anh Đạt. Thì em mong hai người sẽ bấm nút và dành cơ hội cho nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn ạ. Cảm ơn. Cảm ơn em trai. Cảm ơn. Kiều đi với ai? Dạ em đi với chị và bà. À chị hả? Chào chị ruột Kiều á hả? Dạ chị bà con. Chào Quyền Linh, Ngọc Lan, mình là chị của bạn Thanh Kiều. Mình tới đây là để ủng hộ bạn, tại vì bạn từ ngoài Đà Nẵng vào đây có một mình. Dạ. Thì theo như qua trao đổi và nói chuyện nãy giờ thì thấy bạn trai bên đây cũng được Kiều. Thì em cứ cho bạn nó một cơ hội để tụi em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tại vì em gái của em thì cái tính cũng hơi ngang. Hơi ngang hả? Hơi ngang. Hơi ngang. Nên đâm ra là có gì thì tụi em cứ tìm hiểu nhau, để là có gì nếu mà có cơ hội thì tụi mình tới với nhau nó hay hơn. Dạ cảm ơn chị. Thôi mở rào. Mình cứ tiến về Đà Nẵng thôi. Rồi tấn công đi chàng trai. Có món quà Tết mình đeo lên. Trời ơi. Đứng xích qua đây, xích ra giữa, ra giữa. Rồi hai bạn. Đây phải. Quá trời đẹp. Trần Tiến có bài hát Chiếc Vòng Cầu Hôn đó. Vòng tay cầu hôn tình yêu của rùng. Anh rùng dữ vậy. Trời, hay quá. Hay quá. Kìa. Nhận quà em ơi, nhận quà. Có quà tặng anh. Rồi hai bạn về chỗ. Rồi ngồi thẳng lên lát cho đẹp. Rồi hai bạn quay mặt qua nói chuyện đi. Chào anh thấy em thế nào? Hơn mong đợi. Hơn mong đợi là sao anh? Thì hồi nãy giờ đó, qua cái trao đổi và cái thông tin đó, thì thấy cũng ổn. Cái tính thì nói ngon xíu thì không sao, thì nhiều lúc mình cũng nhịn, nhưng mà nhiều lúc nhịn đó thì mình sẽ chọn là im lặng, thật lái mình sẽ không nói lại. Cho nên khi mà nhiều lúc bận ngon hay bận gì đó thì lúc đó có thể mình sẽ chọn im lặng để từ từ nó qua. Đà Nẵng là bận ở quận nào? Dạ em ở quận Thanh Khê. Thanh Khê. Hồi xưa mình học cũng ở đó. Chị anh sinh sống và làm ở đây luôn à? Sinh sống làm ở đây thì mới vừa lên Tây Ninh cách đây ngày 29. Bạn ấy đi bôn ba khắp nơi luôn á? Không, nếu nói về đi thì em đi cũng khá nhiều rồi. Từ Huế mà tới Cà Mau hầu như tỉnh nào em cũng đi rồi. Bây giờ mình nói cho nhau nghe về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Quan điểm của mỗi bên đi. Thì quan điểm của em hôn nhân đó, thì cái đó là cái sự đồng thuận của hai bên. Và hồi nãy em cũng nói có sự nhường nhịn và son sẻ nhau, chứ không phải là của người này hay của người kia, mình nói là của chung gia đình. Và quan điểm của em đó thì ví dụ như em thì em cũng không rượu bia gì nhiều, không rượu bia, cho nên em đi làm thì em chỉ về nhà hoặc là đi uống cà phê đó thôi. Còn liên quan mà ví dụ lương của em đó thì nếu bạn nữ muốn thì em sẽ đưa, em cũng không giữ, bởi vì em cũng không có tiêu, không làm gì nhiều. Quan điểm bên nhà gái với em thế nào, nói đi. Là nếu mà tìm hiểu được thì mình xác định tới. Còn nói chung là yêu hay sao thì phải tôn trọng, hiểu nhau, chia sẻ công việc cho nhau. Bây giờ hai bạn tính chuyện hẹn hò như thế nào nè? Người Đà Nẵng đó. Nếu như mà được đó thì hiện tại đó thì em có thể sắp xếp cuối tuần chủ nhật em ra đó, có thể là một tuần hoặc hai tuần ra một lần. Chúng tôi có nhiều cặp đôi nha. Khi thời gian mà xác định đó thì có thể em sẽ chuyển. Nếu tùy theo u binh bạn nữ đó. Rồi giờ bạn nữ thấy vậy, bạn nữ có ý kiến gì không? Anh nói cái này để cho các bạn tự tin xíu nè. Ở trong gia đình này có những cặp đôi là người ở miền Tây, người ở Đà Nẵng, người ở thành phố Hồ Chí Minh, người ở Nha Trang, rồi người ở
Thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội vân vân, nhưng chỉ cần trong vòng một tháng thôi là họ đăng ký kết hôn luôn. Đấy, nói các bạn tự tin, thật ra cái khoảng đường nó không xa gì, biết đâu chúng ta hiểu được nhau, yêu nhau là không có gì trách trở hết trơn. Với bạn này á, thật ra bạn đi cũng rất là nhiều nơi, bạn thay đổi công việc kế toán cũng không khó gì đối với bạn ấy, thành ra là đừng có lo lắng gì cả. Quan trọng là chúng ta hiểu nhau và có yêu thương nhau không thôi. Thành ra sợ em gái lo lắng cái chuyện đường xá xa xôi thôi, yêu xa thôi. Yêu xa chia tay đó. Đó, thì bởi vì nãy giờ ngồi có vẻ hơi căng thẳng đúng không? Em thấy sao? Nói chung là mới gặp nên cũng chưa hiểu rõ là sâu lắm. Đó. Em hỏi đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ là hai đứa mình yêu nhau tiến tới hôn nhân thì khoảng bao lâu? Cái này đó, nếu yêu nhau mà thấy hợp đó thì chỉ cần bọn nữ quyết định thì bên em giờ nào cũng được. Giờ nào cũng được luôn, thấy chưa? Dứt khoát giờ nào cũng được hết. Cô gái thì hơi ngang bướng hay gọi là hơi lì chút xíu á, em có chịu được không? Dạ thì nói chung là mình sẽ chịu được, nhưng mà sẽ có đâu lúc đó, bởi vì không ai hứa trước được vậy, thì lúc đó thì mình phải cố để qua thôi, bởi vì nó là sóng gió của cuộc đời mà. Hay quá. Em gái thấy sao? Em thấy cũng được. Chị thấy em còn vấn đề gì lo lắng đúng không? Em lo lắng cái gì thì em nói đi, để may ra thì chị với anh Quyền Linh có thể giải quyết được, có thể giải tỏa được cho em. Nói chung là quen xa nên anh cũng hơi ngại. Vậy ta hơi ngại vấn đề hơi xa đó, là em có tấn công quyết liệt không? Dạ nếu mà quyết định đó thì ngay liền không được, nhưng mà sau một hai tháng thì em có thể di chuyển ra Đà Nẵng. Thấy chưa? Dạ. Sau vài tháng thôi ta chuyển ra Đà Nẵng luôn. Một hai tháng thôi, không xa đâu. Nếu như ngày hôm nay các bạn quyết định cho nhau cơ hội, chị nghĩ là các bạn nên cho nhau cơ hội đi. Chàng trai này quyết liệt lắm. Bạn ấy rất là quyết liệt luôn đó. Thật ra một con người mà rạng lĩnh như thế cũng khó lắm nha. Đã yêu là dời luôn. Đúng rồi. Mà kế toán thật ra là cũng rất là chủ động trong cuộc sống, rất là hay luôn. Mà bạn ấy đã từng đi rất là nhiều nơi, để bạn nói đó, nhiều nơi lắm. Em từ Đà Nẵng bay vào luôn hả? Dạ. Vấn đề là cái tính cách hay là tất cả mọi thứ có phù hợp hay không thôi. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình ta tạo giao lưu cảm xúc xíu nào. Mà em trai đứng lên mẽ lên đó. Mạnh mẽ như cái sự quyết liệt của mình vậy đó. Nắm tay em gái nào. Trời ơi, đừng có bắt tay nhau, tôi khổ quá. Để cái tay, hai cái tay vô luôn. Đó, rồi. Nắm gì nè. Đó. Chặt vô, nắm chặt vô, trời ơi. Lần đầu em trai tôi chưa có biết yêu. Còn zin luôn á. Không. Thấy chưa? Gật nhẹ quá, không tự tin. Gật mạnh lên là còn không? Thấy chưa? Nhà em thấy cảm xúc thế nào với người đối diện? Em cứ nói hết rồi, nói lớn lên, mạnh mẽ lên nào. Nếu mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ cố gắng hết mình. Nói chung quan điểm sống của anh là khi mình làm gì là mình sẽ làm hết mình, để sau này mình sẽ không hối tiếc và không hối hận. Và khi cái gì nó đã qua đó thì qua, không bao giờ mình nhìn lại. Bởi vì sống là mình sống cho hiện tại, mình sống tốt hiện tại thì mình quá khứ mình nhìn lại nó sẽ thấy tốt. Và cái tương lai cái hiện tại có nghĩa là cái tương lai của ngày hôm qua. Tốt quá. Hát tặng bài luôn. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em trong quen tàng ngày tặng. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Tôi lo cái cô này dễ sợ luôn vậy đó. Nắm tay như nào chính thức mình hẹn hò. Anh chị nắm tay này anh trai. Đấy, hết để vô. Chưa có yêu lần nào nắm chặt vô. Không có buông nhau nha.